Xin chào tất cả các khán giả của Man to Music. Đây là số thứ 2 mà Tú hôm nay được trân trọng mời tất cả những nghệ sĩ mà Tú cũng rất là yêu quý đang có mặt tại đây. Xin được giới thiệu, điều đầu tiên là Divo Tùng Dương. Tiếp theo ngồi bên tay phải Tú đây, đấy chính là một người cùng tên, anh Tú. Voi, mọi người biết rồi. Và kia đặc biệt là một nghệ sĩ trẻ rất là tài năng trong cuộc thi rap Việt mùa 3 vừa rồi, đó là Double Tutti. Cảm ơn mọi người đã nhận lời của Tú ngày hôm nay đến công ty của mình và tham dự cái talk show của Man to Music này. Cảm ơn tất cả mọi người. Không say không về đúng không anh? Anh nhớ là ngày đầu tiên gặp Tùng Dương, hồi đấy là anh vẫn còn hoạt động ở nhà hát tuổi trẻ với bài hát Ok Tôi, tóc hình như lúc ấy tóc Tùng Dương dài như này, giọng ca rất là đặc biệt. Còn em biết anh là hát cặp với rất nhiều cô trên sân khấu. Hóa ra là vậy à? Tutti là sinh năm bao nhiêu em? Em sinh năm 96 ạ. À, chị giọng ủa thời quá trẻ. Lúc Tutti sinh năm 96 thì cũng là lúc mà anh bắt đầu bước vào con đường nghệ thuật. Sau đó thì năm 98 thì anh mới thành lập ban nhạc của Dầu cùng với anh Kiều và anh Tuấn Hưng. Lúc đấy đâu của Tutti mới có 2 tuổi. Vì anh có một cậu con trai, cậu rất là mê rap và cậu ấy anh biết đến bài Aloy của em. Người miền núi chất lên sân khấu tay cầm mang. Em thì vẫn là một gương mặt mới thôi. Thì em mới bắt đầu bước vào nghề được khoảng một năm nay. Từ khi em thi rap Việt thì hôm nay cũng rất là vui khi được ngồi cùng các anh, đều là những người đã làm nghề rất là lâu năm rồi. Thì hy vọng hôm nay em được học hỏi rất là nhiều kinh nghiệm từ các anh ạ. Thực ra anh nghĩ là bọn anh cũng sẽ học hỏi được từ Tú cũng như là từ Double Tutti, bởi vì những người trẻ đặc biệt như em là thế hệ Gen Z nhỉ. Bây giờ các bạn có những cái hướng đi cũng rất là khác biệt so với thời anh em mình. Cái điều kiện học nhanh hơn. Ví dụ như là bọn em có internet ấy, bọn em sẽ chuyên sâu hơn, kiểu dạng như là mình cần một cái thông tin gì là mình tìm kiểu cặn kẽ cái thông tin đấy. Ví dụ như Double Tutti, ví dụ bạn ấy, bạn là rapper ấy thì bạn sẽ phải có một cái flow nhất định, nên là bạn ấy cũng phải định hướng theo một người nào đó, một hình mẫu nào đó, hoặc là cái cách bạn ấy chơi nhạc thì bạn sẽ follow theo người đấy. Ví dụ bây giờ anh vẫn follow mà có gì đâu, ai hay là mình follow. Giống như em follow anh hả? Ôi bạn ơi, không, anh Tùng Dương là một người mà khi mà anh làm việc chung thời gian vừa qua, anh thấy anh Tùng Dương là một người cũng rất là update. Bởi vì là những cái nghệ sĩ mà khi đã thành danh rồi, cái tôi của họ thường là lớn, nhưng mà Tùng Dương thì lại trau dồi và update và luôn hỏi là thế này nên như nào, nên như nào. Cái đấy là cái ấn tượng. Anh có biết cái điều gì mà em ám ảnh nhất không? Đấy là khi mà lúc nào đến người ta sẽ gọi mình cái ông già để gàn dở. Đấy là một cái câu mà có thể anh Tú cũng sẽ thấy thế, và các em có thể chưa thấy thế đâu, nhưng mà sẽ thấy là một ngày nào đấy mà ai nói cái ông này gàn dở có nghĩa rằng cái ông này á rất là trái tính và không thèm nghe ai. Có ông cũng chẳng update, ông chẳng upgrade ông gì đấy. Thì thành ra là đóng lại cái không gian của mình. Em rất là sợ cái điều đấy. Tú Dương rất sợ cái điều đấy. Thành ra là mình càng già, càng có tuổi thì mình lại càng phải update nhiều hơn. Để mà ví dụ đứng chung sân khấu với Tú này hay là Double Tutti này, mình vẫn tự tin. Đúng là anh Tú này cũng là một người em rất là thân thiết với anh từ khá là lâu, gần chục năm trước. Cái mà anh ấn tượng về Tú là sự cố gắng, sự nỗ lực. Và showbiz cũng được 7-8 năm rồi. 7 năm. Từ năm 2010. Dạ vâng. Em mới đi hát cơ. Hóa ra được 8 năm cả. Coi như một lời khen đi. Coi như đấy là một lời khen đi. Tôi coi như một lời khen. Bởi vì có những nghệ sĩ thì có thể may mắn, họ có tài năng ở một cái thời điểm nhất định mà có sự may mắn thì họ có thể nổi bật một phát lên luôn. Nhưng mà có những người nghệ sĩ thì họ cần phải vừa trau dồi về tài năng theo năm tháng, và cùng đó là cái sự nỗ lực cố gắng để mà thành công. Thì cái vế sau thì anh nhìn thấy ở Tú. Ấn tượng của Tú với anh Tùng Dương là khoan đã, Tú nào nè? Anh Tú trẻ không phải là hơi trẻ rồi. Anh Tú voi bản tốt. Anh Tú voi rồi. Thế này, một giọng hát rất là truyền cảm. Cái sự truyền cảm đấy là cái quan trọng nhất, là trong nằm trong cái trái tim của người nghệ sĩ. Hát mà cảm thấy nó rỗng, nó không có cảm xúc gì thì Dương nghĩ nó không phải là một người có cái nghệ sĩ tính. Mà quan trọng nhất ở Tú cái điều đấy là điều đã có. Và nhưng chính vì điều đó anh nghĩ là Tú sẽ đi đường dài tốt hơn. Dạ. Bởi vì mình có cả một quá trình để mình nỗ lực cố gắng và mình trau dồi cho thêm mình. Hát rất là cảm xúc. Em nhớ ngày xưa ấy, cái lúc mà em đang là sinh viên, em đi hát đêm nhạc. Thì em đi hát thì gặp chị Trang. Chị Trang là vợ của anh Tú Dương. Thì chị Trang có nói là để chị giới thiệu em với anh nhà, để anh nghe xem là em hát như thế nào, anh sẽ cố vấn, tư vấn cho ấy. Thực ra những cái điều đó anh cũng có một phần, tức là mình hỗ trợ được các em trong nghề của mình mà cần chứ, mà rất cần luôn. Chưa tiếp cận được đến những
cái cuộc thi hoặc là đến những cái sản phẩm nào phù hợp thì Tú cũng là một bạn rất là đặc biệt trong số những cái bạn trẻ đi hát. Em nghĩ em không đặc biệt, nhưng mà em chỉ nghĩ là em yêu nghề thôi. Em nghĩ là đêm em được hát cho người em thích. Em được hát, em được sống là em được nhảy tưng 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 ở trên sân khấu, loạn xí ngậu lên, em được hú hét là em chỉ cần như thế thôi. Thì anh Tú có nói cái năng lượng của mày ấy, mày nên đi một cuộc thi. Thế sau đó thì chính anh Tú đã cho em có cái cơ hội đến gần với giọng hát Việt năm 2017. Không bao giờ em có thể quên được cái kỷ niệm đấy. Nó là một cái bước ngoặt của cuộc đời em. Thế nhân là nói câu chuyện đi thi, Tùng Dương thêm một cái số mệnh đấy. Số mệnh. Cũng là một người anh khác, chính là anh Lưu Hà An đấy. À. Người đã gắn bó với Tùng Dương trong cái sự nghiệp của mình sau này. Được. Thì ngay từ lúc đầu là cái năm 2003 là em đã thi giọng hát hay Hà Nội xong rồi, được giải nhất. Nhưng mà muốn dừng ở đấy thôi và không muốn đi cuộc thi nào nữa cả. Mà Tùng Dương cũng nên dừng, bởi vì Tùng Dương mà cứ đi thi các cuộc thi thì các thí sinh khác mệt. Không, em đang nói là cái lúc đấy cơ. À. Em đang nói lúc đầu tiên đấy chứ. Nếu không thi thì thử xem sao mà biết mình không bị loại, đúng không? Mình là người nộp cái hồ sơ của cuộc thi Sao Mai điểm hẹn muộn nhất. Dạ. Định không thi vì hôm nay mới tốt nghiệp, vừa tốt nghiệp trung cấp lại muốn thi đại học nhạc viện. Thành ra là không còn thời gian nữa. Thế nhưng mà anh Lưu Á là cái người mà suốt ngày gọi điện dục. Chắc là trong ban tổ chức, anh là ban tổ chức. Cứ ngày nào cũng gọi điện dục nộp hồ sơ chưa đến cháy máy đến mức mà mình tức luôn ấy. Mình coi như là mình tắt điện thoại luôn ấy, nhưng mà lúc nghĩ sau lại bảo hay thôi cứ thử mở ra cho mình một cuộc thi. Nói đến cuộc thi thì anh nghĩ Double Tutti là một cái trường hợp rõ ràng nhất. Ba anh em ngày hôm nay khách mời đây cùng anh Tú, ba người này là đều là trưởng thành từ các cuộc thi. Thì em đi thi chương trình Rock Việt với một tâm thế là đấy là cánh cửa duy nhất giúp em làm cái công việc mà em thích. Thì trước khi thi Rock Việt là em vẫn đang làm thợ cắt tóc. Em làm thợ cắt tóc ở một cái thị trấn nhỏ ở Tuyên Quang. Thì em làm được khoảng 3 năm. Trong quãng thời gian đấy em vẫn làm nhạc, nhưng mà em không có một cái sản phẩm nào gọi là chỉnh chu cả, hay là nó có đủ để em có thể lan tỏa được sản phẩm đấy tới khán giả của em. Thì em cứ kiếm tiền, hàng ngày em cứ kiếm tiền, xong rồi em để dành được một khoản em đi thu âm hoặc là em làm nhạc hay là em làm cái MV của em. Nhưng mà sau đấy thì kiểu em không thấy nó thu lại một kết quả gì ấy. Thì lắm khi em cũng chán. Em không biết là thực sự là mình có khả năng hay là mình chỉ thích đang thích một thứ mà nó không bao giờ có thể cho. Có khi mình cũng bị mất tự tin đi, đúng không? Không hiện thực. Em nghi ngờ về bản thân mình rất là nhiều, và cũng có nhiều lúc mà em chỉ làm việc em kiếm tiền thôi, cứ ngày nào cũng thấy công việc cứ lặp đi lặp lại. Nhưng em thấy nó rất chán, em muốn làm nhạc. Em thấy mình cứ cả ngày ở trong phòng thu mình cũng không chán, mấy ngày ở trong phòng thu không sáng tác, không thu âm, thu đi thu lại em cũng không chán làm cái việc đấy. Khi mà em cắt tóc mà cái lúc mà không có khách ấy, thì em thường ngồi máy tính và em sáng tác đơn thu âm đến đấy luôn, mà làm lúc là đang thu âm dở, kiểu cảm hứng đang tuân chào thì khách gõ cửa cắt tóc. Ui, thế là em căng thẳng luôn, kiểu em nguyên cái lúc cắt tóc đấy là em cứ căng thẳng, em dúi đầu khách mà em không nói chuyện gì với khách hàng của em luôn. Nhưng mà làm lúc của em cũng thấy tội khách hàng của em thật. Lúc đấy Tú bảo là Tùng Dương cứ đi thi, đừng nó đi thi nữa thì không, lấy hết giải nó kia. Tùng Dương thì xuất sắc quá rồi thì bây giờ em đều có góc khuất của mình, là có những cái lúc mà ví dụ như Tú là mất 8 năm đúng không? Cũng lăn lộn ở rất nhiều những tụ điểm ca nhạc. Rồi là Double Tutti thì có những cái lúc cũng bị gọi là mất đi cái niềm tin, tức là không biết là mình có thành công hay không. Thì Tùng Dương cũng vậy anh ơi. Tú, hai Tú này là hơi bị xa xỉ đối với Tùng Dương. 2001 khi mà vào nhạc viện đi Khánh Linh, Mỹ Thu Phượng, mấy ca sĩ Thái Thùy Linh cái thứ đấy, rồi Lưu Thiên Hương cùng khóa với nhau. Thì mấy bạn ấy đều được hát ở các tụ điểm rồi, con gái chắc là dễ hơn. Thế sau đến Tùng Dương đi xin hát và Hành Trang là Bộ Tứ Sông Hồng thì biết rồi, Phó Đức Phương, Dương Thủ, Trần Tiến, Nguyễn Cường, và xong rồi hát cả Diva các thứ nữa, thì là tụ điểm là người ta nhận, ta từ chối hết luôn. Em đến Fortuna này, em đến tất cả các nơi đều nghe xong quản lý mà hát hay đấy, nhưng mà nhạc này đây người ta không nghe em ạ. Em có cái bài nào nhạc Hoa Lời Việt hay bài nào nhạc xưa, nhạc mới, nhạc trẻ em hát được không? Lúc đấy tắc tịt không hát một bài nào, không thuộc một bài nào nhạc Hoa Lời Việt. Có thể hát hay nhưng mà gầy gò ốm yếu, ngoại hình thì kém, còn lâu mới lại bằng được hai em ngồi hai bên cạnh này. Đấy, thua xa. Càng già đấy càng khiêm tốn. May có tất cả những cuộc thi là cứu rỗi cho chính mình, đúng chưa? Là vừa là thử thách, vừa là chúng mình có cái cơ hội để được
giới thiệu cái hình ảnh giọng hát của mình từ dạ, vâng, công chúng. Vâng. Thời của bọn anh thì nó lạc hậu lắm, nó khác rất là nhiều những cái khó khăn. Nhưng nó cũng có một cái thuận lợi là tức là mình cũng không bị cạnh tranh quá nhiều. Xong rồi tự đi may quần áo, tự đi mua quần áo, rồi tự lên được cái chương trình câu lạc bộ bạn yêu nhỉ. Thế là đùng cái là nổi tiếng cả nước luôn. Mà thế là boy band, the boy band, the girl band. Đấy là thời gọi là đỉnh cao của boy band đó. Vâng. Trong dưa hấu thì cũng nhiều người cá tính mạnh về âm nhạc ấy. Mỗi người một kiểu, thế đâm ra là cũng tan rã nhanh. Không như band đấy là một trong những band nhiều giọng ca hay đấy. Vocalist đúng rồi, toàn là ca mỗi người một hay. Chất. Ngoài dưa hấu ra thì sau đó anh về Nhà Hát Tuổi Trẻ thì anh cũng kiểu yên phận, đâm ra là cũng không có sản phẩm mà không có nhiều sự nổi trội. Đấy cũng là những cái thời điểm anh nghĩ là cũng là khó khăn của mình. Chỉ đến khi mà anh sáng tác thì anh lại cái công việc làm sản xuất của anh nó lại tốt hơn cái công việc đi hát. Kỷ lục người ra nhiều nhân MV nhất của Việt Nam bây giờ thôi chính là anh Tú. Ra liên tục đúng không? Ra liên tục. Công ty anh thì làm về giải trí không? Thì là các bộ phận đều có hết. Của nhà trông được. Ngờ thì bọn anh sản xuất in house luôn. Em nhiều lúc em cũng bị sợ cái cảm giác là mình hết nhiệt huyết. Em lo lắng rằng là tự nhiên một ngày nào đó cảm xúc nữa đúng không? Đúng rồi, mình bị gãy ở cái gì đấy, mình bị hết nhiệt huyết rồi mình bị chìm đắm ở trong cái cảm xúc hiện tại của mình. Mình không dám làm những cái điều nó rộng hơn và mình chưa dám làm. Ví dụ như đối với em, anh Tùng Dương là một, nói cây đại thụ thì nó hơi quá, hơi già nhá. Nhưng mà thôi, mình nói là một người anh đi trước đi ha, tiền bối. Thì thực sự em cảm thấy rất là thán phục anh ấy. Khi mà từ những ngày đầu tiên em biết anh Tùng Dương, từ Con Cò này, rồi Bà Tôi đúng không? Là Mưa Bay Tháp Cổ này. Mưa Bay Tháp Cổ đúng rồi, rất dị luôn. Mà tới ngày hôm nay có nghĩa là tất cả mọi thứ anh đều update. Và cái điều mà em đang thấy được ở anh Tùng Dương đó là âm nhạc của anh ấy đang theo một cái hướng nó dùng cái từ gì nhỉ, thay đổi mềm mại lại hơn nhiều không? Em thấy nó theo hướng đại chúng nó đúng rồi, nó cần được nhiều tính nhiều đối tượng khán giả. Cái từ mà em vừa mới nghĩ đấy là nhân văn và xã hội. Cái đề tài bắt đầu nói quá không, anh bình thường, em thấy bình thường. Không, đúng rồi. Có nghĩa là em thấy dạo gần này anh ý là đề tài bài hát á, đề tài bài hát và cái tâm hồn của anh bắt đầu dần dần thay đổi. Tú thật là sâu sắc. Không, em thấy em bình thường thôi. Đây là cảm nhận của một khán giả. Anh rất bất ngờ về Tùng Dương, sự update của Tùng Dương đây anh. Thật, cái update mà nó tạo hiệu ứng tốt cho khán giả của em, cũng như là thêm những cái khán giả khác mà họ có thể trước đây họ không thích em. Update nhất để là chấp được nhận. Bạn này hát song ca của bạn này trẻ nữ như thế này. Bây giờ anh có một cái câu hỏi này với cả Double Tutti nhá. Giả dụ ở đây mọi người có quá trình nó khác, nhưng mà cảm giác của em mà sau khi mà mình tham gia cuộc thi xong, tự nhiên mình trở thành một người rất là nổi tiếng, rất là viral, rất là hot, chỉ sau một đêm có nhập mọi thứ nó đảo lộn hết. Em cảm thấy thế nào và em đón nhận nó như nào cho đến bây giờ? Em cảm thấy nó có hai mặt, tích cực và tiêu cực. Tích cực là sau một cuộc thi thì em được nhiều người biết đến, xong em được đi diễn rất là nhiều nơi, kiểu cuộc sống của em thay đổi hoàn toàn luôn, giống như kiểu mọi người hay nói là em kiểu đời luôn. Đấy, có rất là nhiều thứ bất ngờ. Và đặc biệt về cái phần mặt tiêu cực đi, thì sau đêm chung kết thì em nhận được khá là nhiều ý kiến trái chiều về cái ngôi vị quán quân của em, và đến tận bây giờ em vẫn nhận được rất là nhiều những điều tiêu cực ấy. Anh không nghĩ đấy là tiêu cực đâu. Anh nghĩ là một nghệ sĩ thì khán giả yêu thích và không yêu thích, đấy là chuyện rất bình thường. Ở đây kể cả anh Tùng Dương cũng thế. Sẽ có người ta bảo người ta không thích, đấy là chuyện rất bình thường. Hôm trước mặc bộ trang phục, hôm sau vào sau xấu như bình thường. Đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Không thích là người ta không thích thì kiểu gì mình làm người ta cũng không thích. Cho nên mình phục vụ những người thích đi đã. Nói chứ cậu này chưa thể nào mà cảm nhận được. Cậu chỉ quan sát được, ví dụ như anh hay kể cả em, bây giờ bắt đầu em học được cái là mình quan sát thôi. Mình kệ, cái nào mà là đóng góp thì mình nhận. Chứ còn cậu đấy là một phát đang từ một người bình thường đi cắt tóc những bục phát nổi tiếng đấy, sẽ bị đấy, drama đang những đấy. Cái tiêu cực như thế thì khó lòng mà có thể đỡ được. Cậu ấy được quán quân, nó quá đột ngột. Thì cái việc mà cậu làm gì tiếp theo nó mới là khó. Tôi nói cái ý đấy anh thấy rất là chuẩn, ý là Double Tutti sau đấy là phải cái trách nhiệm với cả cái ngôi vị quán quân đấy, cũng như là cái thông điệp lời rap của mình đang đưa tới để khán giả họ thích. Nếu mà lúc nào mà đấy em cảm thấy là hơi chơi vơi một chút, em có thể tìm lại những cái clip của bạn Sơn Tùng MTP ấy. Ở cái thời điểm bạn ấy cũng trẻ, lúc bạn ấy mới thành công ấy, bạn ấy nói cũng có những cái góc độ rất là đúng. Đương nhiên vị trí cao nhất nó không phải là tất cả mọi người cùng đồng tình với việc đấy,
mà đơn giản là cái cuộc thi đấy họ đồng tình và khán giả của em họ đồng tình với việc đó, thì em phải chịu được những cái điều nó áp lực nhất. Apple TV còn cả một cái con đường ở phía trước và nỗ lực nữa, và đương nhiên bởi vì trẻ mà bây giờ phải giữ phong độ và phát huy. Bây giờ em lại muốn nghe anh Tú, là bởi vì ai cũng biết ngày xưa anh là Tú Dưa, mà là ai cũng biết luôn lên trên shirt cũng từ Tú Dưa là chắc chắn là một loạt luôn, thì lý do làm sao mà anh lại chuyển sang một cái tên là Mars Anh Tú? Thực ra anh cũng vẫn là anh Tú của quả dưa hấu ngày xưa thôi. Anh cũng nghĩ Tú Dưa là một cái tên thương hiệu của mình rồi. Trong bao nhiêu năm, kể cả từ truyền thông họ cũng ghi như vậy rất là nhiều trên các mặt báo. Còn cái tên Mars Anh Tú này thì anh chỉ nghĩ là anh muốn mình là coi như là một cái ca sĩ mới. Thứ nhất là anh muốn những cái khán giả trẻ họ sẽ đón nhận mình hơn. Lúc ấy là cả ekip mới bàn với nhau. Thì thực ra anh đầu tiên anh không đồng ý với cái việc đó. Xong các bạn ấy bảo là cái tên Mars Anh Tú là để khi nào anh đi hát anh giới thiệu anh là ca sĩ Mars Anh Tú. Mệnh của anh là mệnh hỏa. Thì các bạn ấy mới lấy là đặt là Mars là mệnh hỏa, là vì sao hỏa nó cũng liên quan. Thì có nhiều người họ không đồng ý với cái điều đấy, bởi vì họ nghĩ là cái tên Tú Dưa là một cái tên thương hiệu người ta thân thương, thân thuộc với cái tên đó rồi. Thực ra cái nghệ danh nó cũng chỉ là một cái tên gọi thôi. Cái quan trọng là cái người nghệ sĩ đấy mang lại được điều gì cho khán giả. Anh đứng ở vai trò ca sĩ thì anh mang được cái điều gì đến cho khán giả, thông điệp gì cho khán giả, và anh mang được những cái sản phẩm gì hay ho đến cho khán giả. Còn ở vai trò nhạc sĩ thì anh cũng phải có những cái tác phẩm nó thật sự là tốt để gửi đến khán giả. Đấy, thế còn anh vẫn là anh Tú của nhóm Quả Dưa Hấu thôi. Khi mà gặp anh Tú thì cũng có một bài hát sáng tác, mà anh nghĩ là bài hát này thì chắc đưa cho anh thôi chứ còn đưa cho người khác thì cũng gập ghềnh lắm. Thôi thì không biết được là giờ đây mà người ta hát live một câu cho em nghe thì nó chắc nó sẽ cảm thấy thách là... thức cái gì, tao thách thức không, không dám thách gì. Thức làm sao mà thôi mà em... chơi nửa bài đi, một câu hơi ít quá. Nhưng mà có cả Tú Ti không? Có double luôn, một xíu nhá. Ok thách thức rap luôn, tao đừng nghịu nhá. Rồi ok, 3, 2, 1 chơi. Giọt sương tình giấc ban mai cùng tia nắng ấm, khẽ làn gió vờn mái tóc em nhung huyền. Nơi trần gian mình em dạo nâng bước chân cuộc đời, ven trời mây nào ta cùng bay đi khắp đất trời. Em rạng rỡ cất bước qua con đường bao sóng gió, nếu không có gian khó cuộc sống cũng chẳng là gì. Trên vạn dặm đường xa càng thêm thấy yêu thương người, sống cuộc sống kiêu hãnh một đời chẳng hề hoang phí. Phương hoàng sáng đôi cánh ngắm thế gian rộng lớn bao la, đất trời xung quanh ta cuộc sống với bao nhiệm màu. Phượng hoàng trong đêm thâu sức cháy cánh chim phượng bay về đâu, bầu trời cao sông sâu mãi cánh chim bất diệt. Sáng rỡ cánh chim phượng hoàng. Cánh chim phượng hoàng vút lên, cánh chim phượng hoàng. Ngay từ buổi bình minh của dân tộc Lạc Việt mẹ Âu Cơ, công dung ngôn hạnh người phụ nữ Việt trong lịch sử, trong từ câu thơ anh hùng và bất khuất chiến đấu hy sinh giữ từng tất đất, người nữ sĩ đấu tranh chống giặc ngoại xâm đứng lên cầm cờ và phất phất cầm gươm lên vượt sông băng rừng. Những người mẹ Việt Nam anh hùng hy sinh anh dũng bao thế hệ đến hai bà trường chiến công bao lưng, vì tổ quốc bao đau thương cũng gánh, và giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh. Gánh nỗi buồn tiền sử đi qua bao bão giông, bọc phu vẫn ở nơi dành gánh nhân dù cho từng ngày vẫn ngóng trông.
nước là cánh đồng tình mẹ mênh mông. Trần tàu uống nước nhớ muộn nhắc ta ghi nhớ từ bao đời cha ông. Từ căn bếp nhỏ đến ngoài xã hội, tất cả lĩnh vực trong xã hội, độc lập tự chủ làm đẹp cho bản thân mình và làm đẹp cho đời. Phút bay lên cánh chim hồi sinh từ đống cho tàn, không tuyệt vọng nào hủy diệt được lòng kiêu hãnh phượng hoàng người phụ nữ Việt Nam. Phượng hoàng sáng đôi cánh, ngắm thế gian rộng lớn bao la, đất trời xung quanh ta cuộc sống với bao nhiệm màu. Phượng hoàng trong đêm thâu, sức cháy cánh chim phượng bay về đâu, bầu trời cao sông sâu mãi cánh chim bất diệt. Sáng rỡ cánh chim phượng hoàng. Cánh chim.